Còn đây là theo trí tưởng tượng của bố, một bạn nhím mà bố nhìn thấy ở sở thú sẽ có một cái thân tròn 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 như thế này. Con À, có cái mắt mắt đúng không? Bạn sẽ có cái đầu ở đây. Đấy. À rồi từ phải có cái mỏ. Có cái mắt chưa? Chưa có mắt đúng không? Một cái mắt. Chân đúng không? À mất đây là miệng rồi, đây là cái miệng. Sau đó đến cái gì? Đến cái gì nữa nào? Đến cái chân. Chân. Chân này. Mấy cái? Mấy cái chân? Hai cái chân, được chưa? Rồi, xong hai cái chân. Tiếp theo là sẽ đến cái gì? Bạn nhìn sẽ có cái gì? Có cái tai không? Cái tai nó sẽ ở đây này. Sau đó có cái gì? À, cái tai này, đúng rồi. Xong rồi đến cái gì? Bạn nhím ra có cái gì? Có chân rồi, hai chân đây rồi. Còn gì nữa nào? Gai. Rất nhiều gai, nhìn đây. Này, rất nhiều gai tua tủa là giống như một quả mít. Để bố vẽ lốt cho em. Rất nhiều gai. Đó, xong con nhím cho em ngủ. À, đấy chưa? Bạn nhím rất to. Ok, anh ít tự vẽ anh nhím xem nào. Có cái gì? Ui ôi, cái bụng nó to thế. Xong cái gì nữa nào? Ừ, xong đến cái gì nữa? Ui dồi, cái đầu nó to thế. Mắt nữa. Rồi. Úi giời ơi. Tiếp theo gì? Úi giời, hai mắt luôn. Ô hay. Đây lấy cái bút này. Lấy bút này. Bút này bị gãy rồi. Tí còn lại. Tiếp. Đấy là tài à? Úi giời ơi. Rồi, đến cái gì nữa nào? Miệng. Úi giời ơi, đến gì nữa? Lông gai, nhầm gai rất nhiều. À, hai cái chân nữa. Úi giời, chân thì to đấy. Úi chân to như cái bàn đạp vịt đấy hả? Rồi, đến cái gì nữa? Gai, rất nhiều gai. Ui, gai lại xoăn đấy. Rồi gai lượn sóng luôn. Ôi gai của cái bạn nhím này, của nhít này buồn cười thế. Trời ơi. Có từng đấy gai này à? Yeah, nhiều gai quá. Hoan hô, nhít đã hoàn thành xong bức vẽ bạn nhím. Rồi.